Hi there, how have you been doing these days? Các bạn dạo này thế nào nhỉ? Còn cô Cindy thì đang rất nhớ các bạn đây. Chính vì vậy cô đã trở lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một bài rất căn bản nhưng cũng rất cần thiết trong đời sống hàng ngày đấy. Đó chính là về thì tương lai đơn. Are you ready to study? Let's get started! Giống như các thì khác thì bài học ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên, cấu trúc. Phần số 2, cách dùng. Và phần cuối cùng là dấu hiệu nhận biết. Tuy bài học này cũng khá đơn giản thôi nhưng các bạn phải thật tập trung thì chúng ta mới có thể nắm vững được đấy. Cô có một người em họ rất tài năng, hát rất hay và bố mẹ của cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng một ngày nào đó. Her parents think that she will become a singer one day. Và như các bạn thấy đấy, hành động này cô ấy trở thành một ca sĩ là một hành động chưa diễn ra đúng không nào? Hành động này chỉ dự đoán là sẽ xảy ra trong tương lai thôi. Vậy ngay cả ở tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ sử dụng thì tương lai để nói. Và dựa vào câu này thì các bạn có thể đoán được cấu trúc của thì tương lai đơn là gì rồi đúng không? Đối với thì tương lai đơn thì chúng ta cũng có cấu trúc ở dạng khẳng định, phủ định và nghi vấn. Đối với các khẳng định thì chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ là will. Và chúng ta sẽ có cấu trúc là subject cộng will cộng với verb. Và verb ở đây chúng ta sẽ giữ ở nguyên thể nhé. Dạng phủ định thì sao đây? Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần thêm not vào đằng sau will. Và chúng ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng với will, not hoặc là won't cộng với động từ ở nguyên thể. Và tương tự như vậy, đối với câu hỏi thì chúng ta sẽ đảo trợ động từ lên trước và chúng ta sẽ có là will cộng với subject cộng với verb cũng ở nguyên thể nhé. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ví dụ để các bạn có thể nằm lòng luôn những công thức này nhé. Cô muốn nói là video này rất hay và cô sẽ xem lại 5 lần nữa. Cô sẽ nói thế nào đây? Hãy áp dụng công thức trên ở dạng khẳng định và đặt câu cho cô nhé. Good job! Các bạn sẽ phải nói là I'll watch this video 5 times. Hoặc một câu khác nữa này. Em cô thì rất là nghịch ngợm và cô nghĩ rằng cô sẽ nói chuyện với nó. Tuy nhiên thì cô biết là em cô sẽ không lắng nghe cô đâu. Vậy cô muốn chuyển câu này sang tiếng Anh, cô sẽ phải nói như thế nào đây? Đúng rồi, ở câu đầu tiên thì cô sẽ sử dụng thì tương lai ở dạng khẳng định. Còn về câu số 2 thì cô phải sử dụng ở dạng phủ định nhưng cũng ở thì tương lai đơn nhé. Và câu đầy đủ của cô sẽ có là I'll talk to her, but I know she won't listen. Nhìn chung thì cấu trúc của thì tương lai đơn khá đơn giản thôi đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ đây cô trò chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang một phần học nữa cũng rất quan trọng của bài học ngày hôm nay. Đó chính là cách dùng của thì tương lai đơn nhé. Và đối với thì này thì sẽ có hai cách dùng chính. Cách dùng đầu tiên, thì tương lai đơn được sử dụng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra ở trong tương lai. Tuy nhiên thì hành động này vừa mới được đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói. Nghe hơi mơ hồ một chút đúng không? Vậy cô sẽ cho các bạn một ví dụ nhé. Một người bạn của cô thì vừa mới kể với cô về Paris và nói rằng Paris rất là đẹp, rất là tráng lệ. Cô nên đến đó một ngày nào đấy. Vậy ở đây thì cô nghe cô rất là hứng thú, rất là thích thú với điều này và cô đã đưa ra quyết định của cô ngay tại thời điểm nói mà chưa có một kế hoạch nào cả. Vậy cô sẽ phải sử dụng thì tương lai đơn. Hãy lưu ý cách dùng này để chúng ta có thể hiểu được và so sánh được với thì tương lai gần sẽ học sắp tới nhé. Và câu đó trong tiếng Anh thì cô sẽ nói là I'll go to Paris one day. Một ví dụ nữa này. Cô vừa mới chợt nhớ ra là cô đã quên khóa cửa và cô quyết định ngay bây giờ là sẽ về nhà và khóa cửa lại. Vậy các bạn hãy hoàn thành cho cô, chuyển qua cô câu này sang tiếng Anh xem nào. Hãy điểm vào dấu 3 chấm này nhé. I forgot to lock the house. I dot dot dot. Nào các bạn hãy thử sức một chút xem nào. Cô đã thấy một số bạn có câu trả lời chính xác rồi đấy. Câu của cô đầy đủ, cô sẽ nói là I forgot to lock the house. I'll go back and lock it. Tốt lắm! Cách dùng số 2 của thì tương lai đơn đó chính là diễn tả những hành động có thể xảy ra dựa trên những điều mà chúng ta suy nghĩ. Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy đối với cách dùng này thì tương lai đơn hay xuất hiện những từ như là hope, think hay là sure. Vậy hãy nghĩ lại cái ví dụ đầu tiên mà cô đã đưa ra ở ngay đoạn đầu của video này. Her parents think that she will become a singer one day. Ở đây thì bố mẹ của cô bé đã đưa ra dự đoán dựa trên những điều mà bố mẹ cô bé thấy và nghĩ ở hiện tại đúng không nào? Một ví dụ khác nhé. Do you think it will rain tomorrow? I hope not. Giả sử như bây giờ chúng ta cần phải làm bài thi ngữ pháp hoặc làm bài tập ngữ pháp, làm thế nào để chúng ta có thể đưa ra quyết định nhanh chóng là thì nào, đúng không nào? Vậy cô sẽ cho các bạn một ví dụ nhé. Hãy nhìn câu này và thử cho cô xem là đáp án nào là đáp án chính xác. They to Japan next week. Đáp án A. Fly. B. Will fly. C.
have flown and D flew. Tất cả nào đây, cô sẽ cho các bạn 5 giây nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt, cô thấy có rất nhiều bạn đã có đáp án chính xác. Đáp án của chúng ta sẽ là will fly. Vậy ở đây cô có dấu hiệu nhận biết là next week, tức là tuần tới. Chính vì vậy cô có thể đưa ra được quyết định nhanh chóng chọn đáp án chính xác là will fly. Vậy như các bạn thấy đấy, dấu hiệu nhận biết là một phần vô cùng quan trọng giúp chúng ta có thể biết được là chúng ta sẽ phải chia thì nào ở trong câu này, đúng không nào? Vậy ngay bây giờ đây thì cô trò chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn nhé. Một số các từ các bạn sẽ rất hay gặp đối với thì tương lai đơn và được coi là đặc sản của thì này. Ví dụ, tomorrow, ngày mai. My daughter will be 5 tomorrow. Con gái tôi sẽ lên 5 tuổi vào ngày mai đấy. Số 2, next. Ví dụ, next week, next month, next year, tuần tới, tháng tới hay là năm tới. They will buy a new house next month. Họ sẽ mua một căn nhà mới vào tháng tới. Someday cũng là một từ rất phổ biến hay gặp. Từ này có nghĩa là một ngày nào đó. I'm sure he will marry her someday. Tôi chắc chắn anh ta sẽ cưới cô ấy vào một ngày nào đó. Một từ nữa các bạn cũng rất hay gặp đó là in. Ví dụ in 2 hours, in 3 days, in 4 weeks. Tức là trong một khoảng thời gian nữa. Ví dụ như là trong 2 giờ tới hoặc trong 3 ngày tới. Ví dụ nhé. They will leave Hanoi for Moscow in 3 weeks. Họ sẽ rời Hà Nội để đến Moscow trong 3 tuần tới. Một từ nữa này. Perhaps, probably, có vẻ, có lẽ, chắc là. He'll probably be home by noon. Anh ta có thể sẽ về nhà vào buổi trưa đấy. Vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay về thì tương lai đơn. Rất hay và rất thú vị đúng không nào? Hãy luyện tập thật chăm chỉ để chúng ta có thể sử dụng thì này một cách nhuần nhuyễn trong văn viết cũng như trong văn nói nhé. Còn bây giờ cô phải nói lời tạm biệt các bạn rồi. Bye bye and see you in the next video.